Vào ngày hôm qua, nhà sáng lập trang Wikileaks Julian Assange công bố sẽ sớm rời khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh sau 2 năm lưu trú vì lý do sức khỏe. Thông tin trên được ông Assange đưa ra tại một cuộc họp báo đặc biệt về tình trạng tị nạn chính trị và cuộc chiến pháp lý đòi tự do cho bản thân. Nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, 43 tuổi, quốc tịch Australia, được cấp cơ chế tị nạn tại Ecuador, song không thể rời khỏi đại sứ quán nước này tại Anh kể từ 2 năm nay. Cũng có mặt tại buổi họp báo thì Ngoại trưởng Ecuador cho biết nước này đang làm việc với nhà chức trách Anh nhằm tìm một giải pháp mang tính thân thiện và ngoại giao để bảo vệ quyền con người cho Julian Assange, đồng thời ngăn chặn việc ông này bị dẫn độ sang nước khác.